phần 41. Cao 3 m, ngang 3,5 m. Nhóc con đang đào tạo. Dàn cột khá vững. Cái này nhìn ở ngoài thì thực tế thì khá là nét. Thằng dầm này, thằng tai cành này. Cái này có cái cũ ghê lắm nhưng mà giờ không thấy đâu. Lắp rồi.